Hướng dẫn cách quăng chải truyền thống. Mời các bạn đón xem. Một pha tương đối ổn. Còn cá gì vậy? Những pha quăng chải đẹp tương đối ổn. Nhưng mà vẫn chưa có cá lớn. Pha quăng chải này tạm ổn nhưng không có cá. Các bạn nhớ comment và ấn vào đăng ký ở phía dưới để xem tiếp những video sau có cá lớn. Chứ video này móm rồi. Chắc ra đi bước chân trái nên không bắt được cá lớn. Hôm sau đi nhớ bước chân phải nhé. Để bắt được con cá thật lớn mời quý vị thưởng thức. Hồi hộp quá bạn ơi. Nhưng vẫn chưa có cá lớn. Bị dính đá rồi. Cá lớn không thấy. Toàn thấy cá con nít. Ôi giời ơi, được một con tôm rồi, nó to bằng quả ớt. Ôi, pha quăng chải này lại móm rồi. Mặc co cô.
Ôi có con cá là nhảy mất rồi. Tiếc thật thôi, để cho nó lớn đi hôm sau bắt tiếp. Có. Thôi không có cá lớn. Anh chịu khó bắt mấy con cá nhỏ này vậy. Dù gì cũng có vài con đưa về không tối nay vợ nó không cho ăn cơm. Hẹn các bạn dịp sau sẽ bắt nhiều cá lớn hơn. Các bạn nhớ comment cho mình nhé. Và ấn vào nút đăng ký để dịp sau mình bắt cá lớn mời các bạn xem tiếp. Thôi chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và an lành. Chuẩn bị tinh thần đón Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.